Chào các bạn đến với kênh Leo Mình. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 2022. Hiện tại thì mình đang ở khách sạn và mình đã chuẩn bị một bữa ăn khô. Đây là bữa trưa của mình: dưa hấu, xoài, đu đủ và bú sữa. Mình đang chuẩn bị hai phần. Các bạn thấy cái khay này nó khác, cái khay này xíu tại không có xoài. Đó, đây là phần cho khách của mình, khách mời đặc biệt. Đây là phần của mình. Và đây là hạt đu đủ. Chút xíu mình sẽ nói với riêng về cái hạt đu đủ sao ha. Tại vì sáng giờ mình chưa ăn gì nên mình bữa ăn mình nó hơi đầy đủ và có thể nhiều. Hồi nay là chị khách mời của mình, là chị Diễm. Chị là hiệu trưởng của một trường mầm non Thanh Tâm ở thành phố Long Xuyên. Thì chị cũng có một số vấn đề sức khỏe như là HB dạ dày, mà chị theo chế độ ăn này được vài tháng và thấy sức khỏe này rất là tốt. Thì sáng nay chị ăn xoài rồi nên chị không ăn xoài nữa. Mình ăn xoài. Giờ thì chị cũng ăn, cũng gần mới ăn gần đây chế độ trái cây thô đơn, chưa biết ăn thế nào. Thì hôm nay mình cũng hướng dẫn chị cách ăn luôn, là mình sẽ ăn cái gì có nước, nhiều nước là ăn trước. Ví dụ chị sẽ bắt đầu ăn là dưa hấu ha. Dưa hấu xong thì mình qua đu đủ, xong tới cái nhà tới gì nữa chị? À, bú sữa. Đúng rồi, bú sữa nó là hơn xoài cho mình ăn trước. Sau đó thì mình ăn xoài. Thì do xoài ngọt nên mình có thể ăn kèm cái vỏ trắng của dưa hấu các bạn, để này làm giảm lượng đường trong trái cây ra, không làm cho máu mình tự nhiên tăng cái lượng đường đột ngột không tốt. Thì các bạn nào mà ăn chế độ ăn khô thì thấy cái dưa hấu mình chỉ bỏ vỏ xanh thôi, đừng nên bỏ vỏ trắng, cái vì vỏ trắng còn rất nhiều vitamin này, nó nhiều nước, nó nhiều, mình có thể ăn kết hợp với một số trái cây để giảm lượng đường. Rồi, còn đây là hạt đu đủ các bạn. Hạt đu đủ thì công dụng trên mạng nó cũng nhiều, nhưng mà nói sơ qua là các bạn nào mà muốn tẩy dung thì mình có thể dùng hạt đu đủ mình xay chung với trái cây rau củ quả để uống cho nó dễ để tẩy dung. Và dừa thì tốt ruột già, thanh lọc rất là tốt. Rồi, hôm nay chị đến thăm mình sau 10 năm chị cũng mang đến cho mình quà. Loại trang này là chú nhãn xoài hả chị? Có hai cái xoài đen. Hai trái xoài đen này nó rất là ngọt. Thấy vậy chứ nó ngọt lắm. Dạ dạ, rất là ngon các bạn. Trang nhà đá vườn, nhà hết chú rất là sạch, không có phân thuốc gì hết. Cái này là mình mới mang đi tận Sài Gòn dùng mới hết chứ. Ai không hết đâu. Rồi, chị chắc là sẽ mua cho em nữa đó. Ôi, em chở không hết đâu chị, đi xe hai bánh chở không hết đâu. Dạ. Rồi, xin chào các bạn ha. Chúc các bạn có buổi trưa an lành và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.